Đề bài: Bức tranh Tứ Bình, nỗi nhớ về thiên nhiên bốn mùa tươi đẹp ở Việt Bắc. Bài viết: Văn học là tấm gương phản chiếu thời đại nào thì văn học ấy. Và văn học giai đoạn những năm 1945-1954 tập trung phản chiếu thời kỳ kháng chiến chống Pháp, oai hùng của quân và dân ta. Không dừng lại ở đó, văn học còn phản ánh cuộc sống bằng hình tượng nghệ thuật. Chính con đường độc đáo này đã tạo ra nhiều khoái cảm thẩm mỹ cho người đọc. Bởi khoái cảm thẩm mỹ làm cho giới độc giả lưu luyến mãi không nguôi. Đó là bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Không gần guốc làm nổi bật hình tượng người lính, không hoa mỹ tạo ấn tượng riêng, mà Tố Hữu gây xúc động bởi vẻ đẹp của cảnh vật chiến khu Việt Bắc, vẻ đẹp tình nghĩa cách mạng, tình quân dân thắm thiết. Tất cả được thể hiện qua những vần thơ chân chất, đậm hồn dân tộc nhưng vô cùng tinh tế, điêu luyện. Điều đó được thể hiện rõ nhất qua bức tranh thiên nhiên bốn mùa tươi đẹp. Tố Hữu là nhà thơ chính trị, là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Thơ Tố Hữu thể hiện lẽ sống lớn, tình cảm lớn của con người cách mạng. Thơ ông đậm đà tính dân tộc trong nội dung và hình thức thể hiện. Chính điều ấy đã làm rung động trái tim nhà phê bình văn học Hoài Thanh với nhận định: thái độ toàn tâm, toàn ý với cách mạng là nguyên nhân chính làm nên thành công của thơ Tố Hữu. Việt Bắc là bài thơ mà Tố Hữu lấy làm tên chung cho cả tập thơ, tác phẩm thơ tiêu biểu nhất của Tố Hữu trong thơ ca kháng chiến chống Pháp. Tập thơ viết ra trong giai đoạn 1946 đến 1954, phản ánh những sự kiện lớn, những tình cảm quan trọng của nhân dân ta. Bài thơ được viết vào tháng 10 năm 1954, thời điểm mang ý nghĩa bước ngoặt của lịch sử sau 9 năm chống thực dân Pháp thắng lợi. 9 năm là một Điện Biên, nên vàng hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Chính phủ về Hà Nội, cuộc kháng chiến kết thúc, chuyển sang giai đoạn hòa bình. Bộ đội, cán bộ trở về xuôi, tham gia xây dựng cuộc sống mới. Biết bao cuộc hẹn hò, căn dặn và những lời nguyện ước được bộc bạch. Bài thơ Việt Bắc có hai chủ đề lớn. Trước hết là lời ca ngợi sức mạnh và vẻ đẹp của cảnh vật con người Tây Bắc, quê hương của cách mạng. Bài thơ cũng là tiếng hát ân tình thủy chung với Việt Bắc những năm tháng gian khổ nhưng rất giàu ý nghĩa. Chính Tố Hữu đã từng bộc bạch: cảnh vật và tinh thần của Việt Bắc đã nhập vào hồn tôi, máu thịt tôi, Việt Bắc ở trong tôi. Việt Bắc là một thực thể rất đẹp về thiên nhiên và con người. Từ những lời ruột gan ấy, ta thấu hiểu nguyên do khi vẽ bức tranh thiên nhiên bốn mùa. Tố Hữu hòa quyện hai yếu tố thiên nhiên và con người. Hai câu thơ đầu là lời hỏi của người cán bộ về xuôi. Ta muốn hỏi mình, khi ta về xuôi rồi, mình có nhớ ta không? Hỏi để muốn biết lòng người ở lại thế nào, và cũng là lời tự bộc lộ tấm lòng mình với người ở lại. Dù là về xuôi, dù xa cách, nhưng lòng ta vẫn gắn bó, tha thiết với mảnh đất nơi đây. Câu hỏi tu từ xuất hiện ngay đầu đoạn, tạo cảm giác bâng khuâng, lưu luyến, thấm vào hồn người, cảnh vật. Ta về mình có nhớ ta về ta nhớ những hoa cùng người. Vẫn là cách xưng hô, ta, mình, ngọt ngào, gợi nhiều cảm xúc. Ta chỉ người đi, mình chỉ người ở lại. Điệp từ ta được nhắc đi nhắc lại 4 lần cùng với từ hoa, khiến cho dòng cảm xúc của người đi bỗng trở nên mênh mang, sâu lắng hơn. Điệp cấu trúc ta về mở đầu hai câu thơ như đặt ra những nỗi niềm của người từ giã. Cái đẹp của câu thơ là hình ảnh người về mang theo nỗi nhớ, những hoa cùng người. Hoa là vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Bắc, còn người là vẻ đẹp của con người lao động nơi đây. Ta về, ta mang theo hoa và người. Phải chăng con người cũng là một bông hoa trong vườn hoa Việt Bắc? Hình ảnh hoa và người tạo nên nét hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Sau hình ảnh hoa và người là bức tranh bốn mùa Việt Bắc được vẽ ra hết sức chân thật cùng những gam màu tươi tắn và âm thanh rộn ràng.
Trước tiên là bức tranh mùa đông mở ra một thiên nhiên, núi rừng tràn đầy sức sống. Người ta vẫn in trong trí nhớ của mình, mùa đông bao giờ cũng gắn với sự tàn úa, cây cối khẳng khiu, nhưng đến với thiên nhiên Việt Bắc vào mùa đông thì hoàn toàn ngược lại. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh, sao gài thắt lưng. Ta tự hỏi vì sao nhà thơ lại không chọn trình tự xuân, hạ, thu, đông, mà lại để bức tranh mùa đông hiện lên đầu tiên. Phải chăng đó là mốc thời gian người cán bộ đặt chân đến mảnh đất này vào mùa đông và rời đi cũng vào mùa đông? Giữa cái nền xanh tươi của rừng thăm thẳm, nổi bật hình ảnh những bông hoa chuối đỏ tươi, làm cho núi rừng không lạnh lẽo, hoang vu mà trở nên ấm áp, lạ thường. Cái tài của Tố Hữu là sử dụng những gam màu nóng để vẽ bức tranh thiên nhiên Việt Bắc mùa đông thật đẹp và khiến chúng ta không thể quên. Những bông hoa chuối ẩn trong sương như những ngọn đuốc hồng soi sáng con đường hành quân mà ta đã từng bắt gặp trong bài thơ Tây Tiến. Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Cái đỏ tươi của hoa chuối như xóa nhòa đi cái lạnh lẽo của mùa đông, như chất chứa tiềm ẩn sức sống của đất trời. Giữa thiên nhiên nổi bật ấy là nét đẹp của con người Tây Bắc hiện lên một cách rất độc đáo. Đèo cao nắng ánh, sao gài thắt lưng. Người dân Việt Bắc đi rừng núi làm nương rẫy, bao giờ cũng gài một con dao ở thắt lưng để phát những chướng ngại và đề phòng thú dữ. Ở đây, tác giả không khắc họa gương mặt hay thần thái mà miêu tả ánh sáng phản chiếu nơi lưỡi dao gài ở thắt lưng. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm cho dao ánh lên sáng rực, tô điểm hình ảnh con người. Một tư thế đẹp nhất là tư thế trên đèo cao, nơi hội tụ của ánh sáng vừa lung linh vừa rực rỡ. Con người được đặt giữa đèo cao, nắng ánh, ở vị trí trung tâm của núi rừng Tây Bắc, như muốn nói con người nơi đây đã vượt lên cả không gian, làm chủ thiên nhiên, làm chủ đất nước. Có thể nói, giữa sự hoang sơ, heo hút giữa đất trời cao và núi rừng mênh mang, không ai khác, chính con người đã trở thành linh hồn của bức tranh mùa đông Việt Bắc. Đông qua rồi xuân lại đến, mùa xuân trên khu Việt Bắc hiện lên với sắc trắng của hoa mơ, làm bừng sáng cả khu rừng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón chút từng sợi giang. Nhắc đến mùa xuân, người ta nhớ đến thời điểm khí hậu mát mẻ, cỏ cây hoa lá tràn đầy sức sống, đâm chồi, nảy lộc, xanh non mơn mờn. Ngày xuân của Việt Bắc được Tố Hữu nhìn với cái nhìn rất độc đáo, mơ nở trắng rừng. Bao trùm lên mọi cảnh vật là màu trắng dịu dàng, trong trẻo, tinh khiết của hoa mơ. Nghệ thuật đảo ngữ trắng rừng sử dụng từ trắng với vai trò động từ, chứ không còn là tính từ chỉ màu sắc. Thêm vào đó, động từ nở như sự lan tỏa của sắc trắng, lấn át sắc xanh của lá rừng, tạo nên một không gian trong lành, dịu mát của hoa mơ, khiến bức tranh trở nên thanh khiết, trữ tình hơn. Giữa cái nền trắng của hoa mơ ấy, nổi bật lên hình ảnh con người lao động cần mẫn, tỉ mỉ, chuốt từng sợi giang. Con người đẹp một cách tự nhiên trong công việc hàng ngày. Đó là công việc đan nón, thủ công, một nghề truyền thống của người dân Việt Bắc. Họ có thể cần mẫn ngồi chuốt từng sợi giang để đan thành những chiếc nón, chiếc mũ phục vụ cho kháng chiến, để anh bộ đội đi chiến dịch có ánh sao, đầu súng, bạn cùng mũ nan. Động từ chuốt kết hợp với trợ từ từng thể hiện bàn tay khéo léo, tỉ mỉ và tài hoa của người lao động. Đó cũng chính là những phẩm chất tốt đẹp của người dân Việt Bắc hào hùng nhưng cũng rất tài hoa, khéo léo. Mùa hạ đến, tiếng ve kêu râm ran van khắp núi rừng cùng sắc vàng chủ đạo, khiến bức tranh mùa hạ tựa như một bức tranh sơn mài, vừa có nhạc, vừa có họa, vừa cổ điển mà vừa hiện đại. Ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Âm vang của tiếng ve làm lá phách đổ vàng, tưởng chừng như chỉ cần tiếng ve ngân lên đã làm tiết trời đột ngột
chuyển từ xuân sang hè. Câu thơ có nét tương đồng với ý thơ "Một tiếng chim kêu sáng cả rừng trời" của Khương Hữu Dụng. Chỉ với một câu thơ mà gợi lên cả sự vận động của thời gian, của cuộc sống, ta nhận thấy tiếng ve và hoa phách là hình ảnh đặc trưng của mùa hạ ở Việt Bắc. Chữ đổ được dùng thật chính xác và tinh tế. Nó vừa gợi sự chuyển biến mau lẹ của sắc màu, vừa diễn tả tài tình từng đợt mưa hoa khi có ngọn gió thoảng qua, vừa thể hiện chính xác khoảnh khắc hè sang. Đến đây, ta lại càng khâm phục tài sử dụng ngôn từ của Tố Hữu, khi ông sử dụng nghệ thuật dùng âm thanh để khơi dậy màu sắc, dùng không gian để miêu tả thời gian, làm cho khung cảnh thực mà như lạc vào chốn bồng lai. Và trên cái nền vàng của hoa phách, không gian ngập tràn tiếng ve kêu là hình ảnh con người thật đáng yêu, làm cho bức tranh thêm phần nên thơ, trữ tình. Hình ảnh cô gái áo tràm cần mẫn hái măng một mình. Một mình nhưng không hề cô đơn, không hề lẻ loi, bởi cô gái ấy đang lao động giữa khúc nhạc rừng, hái măng để góp phần nuôi quân, phục vụ kháng chiến. Cô gái hái măng, trẻ trung, yêu đời là sự hiện thân cho vẻ đẹp của người phụ nữ chịu thương, chịu khó, hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ kháng chiến. Câu thơ mang nỗi niềm cảm thông, cảm kích và trân trọng người Việt Bắc của nhà thơ nói riêng và của cán bộ về xuôi nói chung. Hình ảnh ấy, người đi sẽ không bao giờ có thể quên được. Khép lại bức tranh tứ bình đa màu sắc là bức tranh mùa thu ngập tràn ánh trăng hòa bình, quyện vào tiếng hát ân tình, thủy chung của người Việt Bắc, làm nồng ấm cả lòng người. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Trăng Việt Bắc trong thơ Bắc Hồ là trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa, còn trăng Việt Bắc trong thơ Tố Hữu là trăng rọi hòa bình. Chữ rọi rất hay, nó diễn tả được ánh trăng tràn ngập cả không gian bao la. Đó là hình ảnh ánh trăng của tự do, của hòa bình, rọi sáng niềm vui lên núi rừng, lên từng bản làng Việt Bắc. Giữa không gian bao la, ánh trăng dịu mát ấy không có tin vui thắng trận, nhưng lại có tiếng hát nghĩa tình của đồng bào Việt Bắc, là tiếng hát của núi rừng Việt Bắc gắn bó 15 năm ròng rã, là tiếng hát nhắc nhở ân tình thủy chung son sắc. Và cũng chính tiếng hát ân tình ấy đã khép lại bức tranh tứ bình tuyệt mỹ về thiên nhiên và con người Việt Bắc, gợi cho người đi và cả trong lòng độc giả những rung động sâu sắc về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu tổ quốc. Nếu cô Lục nói về cảnh thì câu Bát lại nói về người. Cái đẹp của bài thơ là sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người Việt Bắc. Phong cảnh Việt Bắc đẹp, nên thơ, trữ tình, giàu sức sống như cái nền để làm nổi bật những hình ảnh con người thật đáng yêu, cần cù, giàu tình nghĩa, thủy chung, son sắt. Với những nét phác họa đơn sơ, bình dị, bức tranh tứ bình Việt Bắc được vẽ ra với sự hòa quyện giữa nét cổ điển và nét hiện đại, giữa con người và thiên nhiên. Tất cả tạo nên một bức tranh tổng hòa về thiên nhiên và cuộc sống. Đoạn thơ chính là một nét độc đáo trong phong cách trữ tình, chính trị của Tố Hữu. Sức hút của thơ Tố Hữu là chất men say, lý tưởng và tính dân tộc đậm đà. Lý tưởng trong thơ Tố Hữu xin dành chọn cho Đảng, cho Bác Hồ, bởi có tim Tố Hữu từ khi giác ngộ, anh đã nguyện sống chết vì Đảng. Còn tình dân tộc trong thơ Tố Hữu, trước tiên phải kể đến thể thơ Lục Bát cùng lối xưng hô mình, ta, ta, mình, đậm đà màu sắc ca dao, dân ca. Tất cả đã hòa quyện vào nhau, làm nên sức hút, chất men say trong lòng người đọc. Để bao năm trôi qua, Việt Bắc vẫn giữ một vị trí quan trọng của thơ ca cách mạng Việt Nam.